chào các bạn. Mình mới vừa nhờ có người bạn mới vừa gửi tin cho mình đó là ngày 7 Tây là sẽ có kích động biểu tình ở An Giang và Cần Thơ. Ngày 8 là mấy người bên bọn phản động họ sẽ kích động biểu tình toàn quốc. Thì những chuyện đó các bạn nên tránh xa nha. Họ kích động, họ dẫn dụ mình từ từ, để từng bước là coi như từ cái quan hệ ban đầu là bạn bè, và họ sẽ dụ để cho các bạn đi ra xem. Mình cũng đừng đến, bà con cũng không nên đi ra xem nữa, kệ họ, mình ở nhà mình theo dõi qua TV được rồi. Thì khi mà cái nguy hiểm đến với mình khi mà mình đi xem á, là một đám đông sẽ ùa tới, nhiều khi là họ xô đẩy rồi mình té ngã, và có người như có khi là người của bọn họ cố tình á thụi vào mình, đánh vào mình để mà gây một cái sự gọi là kích động cái tức của mình, là có người đánh mình và cứ thế là sẽ gây nên một cái bạo loạn. Thì các bạn không nên như cái vụ biểu tình ở Bình Thuận vừa rồi đó, là có một số người nghe lời họ nhận tiền ném đá vào nhân viên công lực của nhà nước, vào các cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, thì như vậy là sai. Và các bạn thấy rồi đó, hình phạt là cái đó là vi phạm luật pháp nhà nước, là chúng ta nên tránh, không nên nghe lời kích động dụ dỗ của những người xấu. Họ sẽ dẫn dụ mình đi từ từ, từng bước một. Trước tiên là bạn bè, rồi sau là họ sẽ dụ mình đi ra xem thôi. Nhưng mà mình sẽ bị cuốn vào cái đám đông đó. Rồi các bạn biết rồi đó, có khi là gần đây là trên thông báo tin tức trên các báo đài là đã có nói rồi, là họ đã có những cái bộ đồ của công an, rồi nhiều khi chính họ mặc những bộ đồ đó và họ đánh mình, rồi mình lại tưởng mạng chán quá, mạng kỳ quá, mình lại tưởng là công an đánh mình, và như thế rồi là sẽ gây ra một cái sự bạo động, mà cái đó là nó mất cái an ninh, mất đi cái sự bình yên của mình. Cuộc sống mình đang bình thường mà, đang rất là bình an, vậy thì mình đừng nghe lời kích động của kẻ xấu mà đi ra tham gia biểu tình hết các bạn. Đừng đi, mình ở nhà, đừng nghe lời ai hết. Ngày mai ngày 7, hôm nay 6 phải không con? Ngày mai 7 là họ kích động biểu tình ở An Giang và Cần Thơ. Rồi ngày 8 là họ có chương trình của họ rồi, là sẽ kích động để biểu tình toàn quốc. Thì trong đó mình nghĩ có lẽ là các linh mục ở ngoài Vinh á, thế nào là cũng điều động giáo dân xuống. Thì các giáo dân á, nghe lời của linh mục ở ngoài Vinh á, bộ ngoài giáo phận Vinh, thì chuyện đó là xin miễn có ý kiến rồi. Tại vì thuộc cái quyền của mấy cha kêu đi đâu mấy người đó đi đó. Nhưng mà cái hậu quả lãnh là chúng ta lãnh. Những người mà họ sách độc biểu tình, và những ông cha, những ông linh mục mà đem chính trị vào nhà Chúa đó, họ không sao cả. Còn chúng ta trực tiếp đi tham gia biểu tình, hoặc là đánh nhau, hoặc là chọi đá, ném vật nhọn, tấn công nhân viên công lực của nhà nước, thì cái đó là chúng ta lãnh tội, là vi phạm luật pháp. Mình nên ở nhà tuân thủ luật pháp của nhà nước đàng hoàng, không có nghe lời kẻ xấu để mà đi vào tham gia những cái cuộc biểu tình như thế là không có nên. Dứt khoát họ sẽ dẫn dụ từ từ, chứ họ không nhào vô, họ nói ngay rằng là đi ra biểu tình đâu. Họ sẽ dẫn dụ mình từ từ, họ có nhiều cách lắm, họ dẫn dụ. Thì tuyệt đối không nghe lời ai đi tới gần cái đám biểu tình, không tham gia vào đó, kệ họ. Để cái ngày 7 và ngày 8 mà biểu tình đó là chỉ toàn là những bọn phản động, để nhà nước bắt họ cho dễ. Còn chúng ta là dân tuyệt đối không dính vào. Chúng ta ở nhà và theo dõi tình hình qua báo đài, coi TV có tin tức hết. Thì các bạn nhớ là đừng có để mình là nạn nhân của họ. Họ lãnh tiền, họ ăn tiền, còn mình thì là ăn tù. Cho nên là ăn cơm tù đó. Cho nên là đừng có nghe lời kẻ xấu xúi dục.
Họ làm như vậy á, là họ chỉ muốn gây cái bạo động thôi. Gây bạo động, họ gây tiếng vang để mà họ ăn tiền của nước ngoài, của hải ngoại. Thực sự ra 100% rằng không bao giờ họ lật đổ được chính quyền Việt Nam hết. Tôi cam đoan với các bạn như vậy. Họ khích vào những người, thí dụ như là những người con cháu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ở miền Nam. Họ khích vào những cái sự, cái cách của họ nói, họ dẫn dụ để cho mình tức, mình giận. Rất hay. Nhưng mà các bạn phải cảnh giác, không nghe lời họ. Bởi vì sao? Cuộc sống của chúng ta ở đây đang bình yên, công ăn, việc làm đang như thế này, thì chúng ta đừng làm gì để mà nó ảnh hưởng tới cái gia đình mình hết. Lỡ khi xảy ra chuyện gì thì con cháu mình á, là sẽ rất là khổ. Tại vì á, nhà mất đi một người lao động, mất đi một người chăm sóc cho gia đình, cái đó là một cái điều rất là thiệt thòi cho chúng ta. Nhưng mà người khác lãnh tiền, họ sẽ không lật đổ được chính quyền. Họ chỉ gây bạo động, gây lấy tiếng vang để mà họ ăn tiền của nước ngoài. Thì chúng ta nên tránh. Thì tôi là phản đối mấy ông cha mà các linh mục mà đem chính trị vào nhà Chúa, là tôi không có đồng ý. Các cha làm như vậy là sai. Các cha đừng có xúi dục giáo dân làm những cái chuyện như vậy. Cuối cùng lại giáo dân đi ra những cái cuộc biểu tình đó là kích động người ta, rồi là trong cái chuyện mà hung hăng ở giữa đám đông á, người này thúc người kia đánh người nọ, thì cái chuyện đó có thể là ngay chính người của cái bọn hoạt động á, tụi nó cố tình nó làm như vậy để cho chúng ta có một cái sự giằng co níu kéo đánh nhau ngay tại chỗ đó, rồi người nọ đánh người kia, xô đẩy, thậm chí chúng ta có thể té xuống và người khác dậm lên chúng ta nữa. Không đi đến những cuộc biểu tình. Thật sự nói là rất là bất mãn các linh mục ở giáo phận Vinh. Các cha làm như vậy là các cha làm sai lắm á. Tới ngày 8 mà các cha dẫn giáo dân đi ra biểu tình là các cha rất là sai. Các cha không có làm như vậy được. Bởi vì các cha không thể nào đem chính trị vào nhà Chúa được. Không thể. Chúa sai, Chúa đã giận các cha, chọn các cha để làm việc mục tự nhân lành, để các cha hướng dẫn tâm linh của giáo dân hướng thiện, học theo lời Chúa, học theo Thánh Kinh. Chứ không có dạy giáo dân là chửi bới chính quyền, chửi bới người nọ người kia. Những cái chuyện mà bất công, những cái chuyện mà mít lòng nhau mà giữa một cái cơ quan nào đó với một người dân, cái chuyện đó rất có thể xảy ra ở tất cả mọi nơi, mọi nước. Nước nào cũng có những cái chuyện như vậy xảy ra được. Thì đừng có vin vào những cái chuyện đó để mà thổi phồng lên rồi kích động sự căm thù của người khác. Các cha làm như vậy là các cha phạm luật. Chúa sẽ trừng trị các cha. Các cha chỉ có xúi dân làm thôi, xúi giáo dân làm, còn các cha không sao hết. Các cha chẳng hề gì. Các cha làm như vậy là sai. Xin các cha hãy ngừng lại, đừng có xúi giáo dân đi biểu tình nữa. Ngày 8 là tổng biểu tình toàn quốc đó, phải không? Thì tất cả chúng ta ở trong nhà. Những ai đi ra có nghĩa rằng những người đó là thuộc trong cái tổ chức phản động chống chính quyền, lật đổ chính quyền, thì những người đó ở tù là ráng chịu. Còn chúng ta ở trong nhà không đi nhé các bạn. Yêu cầu bà con là ở trong nhà, không nghe lời người nào đốt suối đi coi hết, cũng không coi luôn, ở trong nhà coi tivi, không có đi đến gần đám biểu tình. Nhiều khi là nó cầm đá nó chọi thẳng vô mình á. Mình đứng coi ở ngoài chứ mình không tham gia cái biểu tình đó, mình cũng có thể ăn đá, ăn gạch của tụi nó. Rồi từ đó là nó cứ loạn, từ cái nọ loạn, bắt chồng chéo qua cái kia, rồi nó tụm lum lên. Mình ở gần đó là mình lãnh. Cho nên là ở nhà, tuyệt đối không đi ra. Các bạn ngày mai 7 là nó kích động ở An Giang và Cần Thơ. Thì là các bạn ở An Giang, Cần Thơ nên cảnh giác, đề phòng, đừng có đi ra. Không đi biểu tình, không đi coi luôn. Bởi vì đi coi á, là các bạn cũng sẽ bị liên lụy. Bởi vì á, họ sẽ xô đẩy, họ ném đá. Nhiều khi cái chính họ đó, họ đánh mình á, rồi họ nói là công an đánh, họ nói là an ninh chìm đánh, hoặc là an ninh nổi đánh. Nhưng mà thực sự ra là họ đó. Cho nên là các bạn không đến gần, đừng đến gần đó. Ở đó họ có những cái thủ đoạn rất là tinh vi, cho nên chúng ta nên tránh. Như rút kinh nghiệm từ cái vụ biểu tình ở Bình Thuận, thì đó họ chỉ xúi thôi, đi ra coi biểu tình.
Thì mấy ông đi ra coi, coi xong rồi thấy mấy người kia chọi đá, mình cũng chọi đá. Bởi vì họ chọi được, mình cũng chọi được, đúng không? Chọi xong thì rốt cuộc đi vô tù hết, bởi vì là phá hoại tài sản của nhà nước. Rồi thấy nguyên một đám kéo ùa vô chiếm ủy ban tỉnh, tưởng ra người ta đi vào mình cũng đi vào, rồi rốt cuộc lại ngồi làm mình vi phạm luật pháp. Nhưng mà cái tội mà nó đốc suối mình, nó đâu có vô đó, nó đứng ở đằng xa, nó đứng xa nó suối mình, và mình lãnh chứ người ta không lãnh. Mà xảy chuyện gì ra là mấy ông Việt Kiều ở bên Mỹ mấy ông hưởng tiền. Còn các bạn ở đây mà các bạn tham gia vào những cuộc đó là các bạn chỉ tạo điều kiện để cho mấy ông làm giàu thôi, mấy ông có đô la mấy ông bỏ túi. Còn các bạn cùng lắm, thí dụ như những ai đó mà nó có cho tiền, nó đưa tiền, mà các bạn cùng lắm vài 300 ngàn, cho 1 triệu đi, nó cũng không có, nó cái đó cái giá để cho mình trả, mình phải trả giá cho cái tương lai mình, cho những ngày tháng mà phải ở trong tù vì là mình vi phạm luật pháp nhà nước, là nó quá mắc. Cho nên là các bạn đừng tham gia, đừng nhận tiền của ai hết. Tôi cam đoan với các bạn rằng là họ sẽ nói rằng họ lật đổ chính quyền, rằng là trong tay họ là quen, là có nọ có kia. Họ nói cho sung tụ vô để các bạn nghe theo, nhưng đừng tin, họ xạo đó, đừng bao giờ tin. Chính quyền Việt Nam vẫn nắm vững tình hình, giữ coi như là an ninh trật tự cho chúng ta, thì là chúng ta phải hỗ trợ, phải giúp đỡ, phải cùng với lại chính quyền để mà giữ an ninh. Ngay chính đó là an ninh của mình, cái sự bình yên của mình, cái cuộc sống của mình và của gia đình mình, thì các bạn nên là nghe lời của chính quyền, là các bạn đừng có tham gia, đừng có dính gì vào họ, những cái người mà xúi dục các bạn, kêu gọi các bạn đi ra biểu tình, đi ra coi, mình cũng không đi. Họ đủ thủ đoạn hết, họ dẫn dụ mình từ từ, từng bước một, rất là nguy hiểm các bạn. Nên là đừng có đụng vào, đừng có dính vào họ. Xong nào, không biểu tình làm sao mà viết không có dấu, đọc không được. Ngắn gọn đó là mình đừng có nghe lời người ta thôi, chứ còn mà họ dụ thì họ dụ hay lắm. 300 ngàn là đổi 3 năm tù là ít đó, hoặc là bây giờ họ có cho 1 triệu thì cũng đừng có đổi lấy 3 năm tù. Mình ở với gia đình mình nó hạnh phúc hơn. Ăn cơm nhà dù ăn với rau nó cũng ngon nữa, nó hạnh phúc. Mình đang tự do mà tại sao mình lại tự chui vô tù? Tại sao mình lại phải vi phạm luật pháp? Ồ vậy hả? Đúng rồi, hôm qua bắt 8 đứa gây nổ ở Sài Gòn, ở phường 12 quận Tân Bình đó. Lúc đó cô cũng nghĩ là cô cũng không nghĩ là bắt được đâu. Cô thấy nó che mặt hết rồi, làm sao bắt được. Thật phải công nhận là an ninh nước mình rất là hay, rất là giỏi. Cho nên là không biểu tình thì trả mấy nước rồi. Mình 14, 15 mình vào mạng thì mình thấy mấy anh ở nước ngoài đó, thì
mấy anh Việt Nam Cộng Hòa ở bên Mỹ đó, mấy anh hay xúi dân biểu tình, thì là mình có nói là tại vì mình con cháu Nguyện mà con cháu Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mình có nói mấy anh là mấy anh đừng có chơi ác, mấy anh xúi người ta làm bậy vi phạm luật pháp, người ta ở tù, mấy anh bên đó mấy anh có làm sao đâu, mấy anh tỉnh bơ hả, mấy anh vẫn chăn êm đẹp ấm, vẫn sung sướng không sao cả. Nhưng các anh xúi người ta làm bậy, người ta lãnh, bởi vì người ta vi phạm luật pháp, nước nào cũng có luật pháp hết, và công dân thì là phải tuân thủ luật pháp của nước mình. Biểu tình để làm cái gì? Ông xuống giáo dân biểu tình thì rồi ông chửi chính quyền, ông chửi, mà tại sao ông lại chửi? Cái bình yên mà ông ngồi đó ông chửi chính quyền đó, là bao nhiêu người đang bảo vệ để cho ông được bình yên mà ông chửi người ta? Ông là linh mục mà ông phải tu cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ, chứ không phải mà ông cứ suốt ngày ông cứ live stream rồi là ông la lên là người nọ bất công, người kia đàn áp cái nọ cái kia. Tôi thấy không có chuyện gì hết mà toàn là ở cái miệng của ông thôi. Đó, bây giờ cha Duy Tân xúi dân đủ thứ tầm bậy tầm bạ, kể cả cái chuyện như cái chuyện họ Hòa, thì là các cháu nó đến nó yêu cầu cha là đi ra để mà trả lời chất vấn vì sao mà cha xúc phạm Bác Hồ. Thì nếu như một người khách vào nhà mà cha không đồng ý, cha có thể mời ra, cha mời họ ra, đuổi ra. Tại sao cha lại khóa cửa cổng chính lại, cha nhốt tụi nó trong nhà rồi cha mở cửa sau cho giáo dân du côn vào đánh tụi nó, đánh hội đồng 14 đứa như vậy coi được không? Cha là linh mục mà, Chúa đâu có biểu cha làm như vậy. Như cha Đinh Hữu Thoại cũng vậy. Cha Đinh Hữu Thoại là hồi đó chứa một đám dân chủ ở trong nhà thờ. Tôi biết được, tôi mát cha giám tỉnh. Xong rồi sau đó cha Thoại vẫn còn chửi, mà cha giám tỉnh đã rầy rồi là không được chửi chính quyền, nhưng cha Thoại vẫn cứ chửi, cứ chửi người ta hoài. Tại sao lại chửi? Tự nhiên không thích chửi, có phải vì tiền không? Lý do gì mà cha chửi? Cái gì á, trong xã hội này á, là không bao giờ có cái sự tuyệt đối hết, mình phải chấp nhận cái sự tương đối. Ngay chính cả ở nước Mỹ mà cứ kêu rằng là thiên đường đó, ở đó cũng đầy, đâu phải ở đâu cũng có được sự tuyệt đối đâu. Tất cả các quốc gia ở đâu cũng phải chấp nhận cái sự tương đối. Vậy cha đòi cái sự tuyệt đối ở đâu ra? Mấy cha đừng có xúi dân xuống đường biểu tình nữa, mấy cha làm ơn đi. Ngày 8 này là yêu cầu tất cả mọi người là bình tĩnh, đừng nghe lời xúi dục của ai hết. Kích động người ta dẫn dụ mình từ từ đi ra coi. Nhưng nếu mình coi là mình chết. À đúng rồi, người Công giáo là bất mãn nhiều lắm, mà nói thật sự là ít người dám nói. Rất ít người dám nói, dám nói thẳng như tôi. Tôi nói là tôi sẽ bị ăn đòn đó, tại vì cha Thoại là sai giáo dân của ông kiếm từ ngoài thanh toán á. Ít ai dám nói lắm.
cha làm như vậy đâm ra thành ra là giáo dân nói chung là người công giáo là bị mọi người tránh xa. Người ta có cái ấn tượng người ta không thích. Người ta không thích người công giáo, dân công giáo nữa. Tại vì sao vậy? Tại các cha cứ gây ra chuyện này nọ rồi chính các cha lên chửi Bác Hồ, chửi chính quyền. Cha cứ đòi hỏi cái sự tuyệt đối ở đâu ra? Ngay chính bản thân cha đi, cha nhìn cái cha có tuyệt đối không? Những cái việc cha làm, những cái điều cha nói á, có đúng như lời Chúa dạy không? Trong khi cha là cha mà, cha là linh mục mà. Các cha cứ xúi dân, xúi giáo dân như vậy là không có được. Thấy là cái chuyện đó là không có cha chấp nhận được đâu. Giáo dân rất nhiều người, hầu như tất cả không, coi như là 90%, 10% là những người cực đoan. Là bởi vì họ có một cái gì đó mà họ bất mãn, rồi họ nghe theo mấy cha. Chứ còn đa phần, bạn của tôi ở giáo xứ, nhiều người nói chuyện riêng, nói riêng với nhau thôi, chứ cũng không ai dám nói thẳng ra. Không ai dám nói. Mấy người sợ. Tôi chả sợ gì. Tôi nói tôi cứ nói. Thì cứ cho như là tại người ta đạo gốc của tôi đã tân tầm, nên là hả, kỷ luật chưa có nghiêm. Nhưng mà đều nghiêm hay không nghiêm, ở trong đạo thì những cha tu hành thánh thiện không có chấp nhận cái chuyện mà các cha đem chính trị vào nhà Chúa. Cha là tu, sư cũng phải tu. Mấy ông sư mà đi hoạt động chính trị có thấy cũng không được luôn. Đi tu là phải lo cầu nguyện, đọc kinh. Tôi không dám nói rằng là tôi dạy các cha phải làm cái gì, không dám đâu. Nói như vậy là hỗn. Nhưng mà tôi thấy là hầu hết các cha tu hành thánh thiện là đều đọc kinh không à, cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa và lo chuyện phục vụ nhà Chúa. Chứ không có ai mà tối ngày cứ lên mạng rồi là sách đọc giáo dân cái nọ cái kia. Rồi ngay cả lên bục giảng mà các cha cũng chửi chính quyền cái đó. Chúa có bảo chửi không? Mà các cha chửi là các cha chửi gì? Các cha chửi sai. Chửi không phải là nói cái chuyện mà chửi đúng. Các cha bị đặt ra rồi các cha cứ như vậy mà các cha dùng những cái từ mà nó nghe chói lỗ tai vậy lắm, không có chấp nhận được. Mà lên bục giảng là chỉ có giảng lời Chúa thôi. Tại sao lại đem chính trị vào lên bục giảng nói như vậy? Hỏi các cha, yêu cầu các cha là đừng có sách độc giáo dân, đừng có dẫn giáo dân xuống đường nữa, tội nghiệp người ta. Bởi vì là ở những cái vùng xa xôi đó là họ là sợ lắm. Sợ rằng là mít lòng với cha, họ có tội, họ xưng tội, mấy cha không có dạy tội cho họ, nên là các cha bảo gì họ phải làm theo. Tôi điếc cũng sợ súng. Tôi tin là Chúa thôi. Chính mà khi mà tôi nói những cái chuyện bất công của mấy cha làm bậy như vậy ra, tôi không dám tới nhà thờ nữa. Tôi nói thật á, tôi không dám đến nhà thờ từ 2 năm nay. Là bởi vì sao tôi tới á, có những cái người mà họ cực đoan á, họ sẽ làm cái kiểu dè biểu, hoặc họ có những cái thái độ này nọ với tôi. Nhiều khi thí dụ như mình có những cái tội, thỉnh thoảng mình cũng vẫn phải đi xưng tội đó, thì nó sẽ khó khăn cho mình. Nên là tôi tránh luôn, tôi không đến nhà thờ nữa. Bởi vì tôi là giáo dân, mà nếu như tôi sửa lưng các cha thì cái đó là tôi sai, cái đó là có lỗi, đúng không? Nhưng mà các cha làm như vậy mà không nói là không có được. Thôi kệ, chẳng thà là mình không đến nhà thờ đi. Khi nào mà xong một lúc nào đó, nó xong ở một cái khoảng nào đó đi, một khoảng thời gian nào đó, thì Chúa biết hết. Các cha như vậy gọi là các cha là linh mục thì thật sự ra tôi thấy nó cũng kỳ quá. Tại linh mục đâu có như vậy. Linh mục như vậy là không có được. Linh mục gì mà cứ tối ngày lên chửi người nọ, chửi người kia,
Còn cha Tân, tôi nói thật á, tuổi nào giờ tôi nói đều nhất đời này là cha. Tôi lên mạng á là tôi thấy VHK là con Lam Trần chuyên muốn nói đều. Còn về bên đạo Công giáo là có cha Tân, hai người là nói đều cái kiểu như nhau, ăn nói đều cán. Nhiều người mít lòng lắm, bực mình cái mấy cha mà hoạt động với chị lắm nhưng mà không dám nói. Tôi cứ nói thẳng, ai chửi tôi nghe. À, mấy cha đừng có xúi giáo dân xuống biểu tình nữa. Mấy cha ăn tiền của hải ngoại rồi, trong khi giáo dân đó là người ta là gian nắng dẫn cả con nít đi ra nữa, tôi cũng hết biết luôn nữa. Cha Thục thêm cha gì ở ngoài Vinh mới rồi dẫn một bầy con nít ra cho cầm mấy cái biểu ngữ. Con nít nó biết gì 99 năm, biết gì Trung Quốc, biết cái gì luật an ninh mạng mà cho con nít cầm biểu ngữ phản đối là sao? Mấy cha riết rồi, tôi thấy mấy cha làm giống như là làm hề. Làm vậy á hả? Tôi thấy tội nghiệp quá à. Mấy cha như vậy là tôi không biết rằng là khi mà mấy cha dạy tội cho giáo dân là Chúa có nhận không, Chúa có chấp nhận cho không. Tại vì mấy cha không gần như là mấy cha ngoài Vinh, với cha Duy Tân là không đủ tư cách để làm linh mục. Tôi nói thật, tôi nói thẳng ra như vậy, tôi bảo đảm với các cha rằng là Chúa không phạt tôi, Chúa cho phép tôi nói. Cho nên là cái lần đầu tiên mà tôi biết là cái vụ ngoại Vinh mà cha Thục đi cặp kè với lại cái cô Emily các cha làm những cái trò như vậy á, rồi các cha nói làm sao tôi không nể các cha. Kể cả cha Duy Tân cũng vậy, ông chửi Bác Hồ thì những người con cháu của cách mạng người ta chửi Thiên Chúa. Đã có rồi chứ không phải rằng là tôi nói sẽ, mà cái chuyện đó đã có rồi. Tôi năn nỉ riết rồi, tôi cũng chán, tôi không năn nỉ nữa. Tôi đi nên tôi chửi ông. Tôi chửi mấy ông á thì mấy ông sai người đánh tôi. Mấy ông là linh mục mà như vậy hả? Tu phải lo đọc kinh, cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Đức Mẹ. Chứ không phải suốt ngày cứ đó chửi người nọ, chửi người kia. Thiên Chúa có chửi ai không? Chúa không chửi ai hết. Mà tôi thấy các linh mục tu hành thánh thiệt không bao giờ chửi ai. Mà tại sao các cha cứ chửi hết người nọ, chửi qua người kia, chửi không chừa người nào hết. Tụi nó không đánh mấy cha là mấy cha hên lắm rồi đó. Tôi nói thật á. Tại vì có chính quyền á, chứ không có chính quyền đứng chính giữa là coi như là mấy đứa nhỏ tụi nó đánh cha nè. Cho nên là nói tới nói lui thì thôi làm ơn đi. Ngày mùng 8 mấy cha làm ơn buông tha giáo dân đi. Còn mấy cha không bằng lòng, tự ên mấy cha muốn sách băng rôn hay là sách khẩu hiệu gì đó, mấy cha phản đối cái gì tự mấy cha phản đối. Đừng có kêu giáo dân đi. Tôi cam đoan là trong 10 người giáo dân thì 9 người không đồng ý. Người ta không muốn nhưng bởi vì sợ mấy cha không có dạy tội cho họ nên họ phải đi. Cam đoan điều đó là đúng.
Còn một người kia là những người đó cực đoan, là tay sai của mấy cha, như thằng Ly Nguyễn mà tay sai của cha Đinh Hữu Thoại. Tôi nói thật là Ngọc Nga biết sao ông cô mà ông Tân mà ông live mà ông nói ông chửi chính quyền, ông chửi, ông nói này nói kia. Cô coi chỉ có chừng 2 phút thôi, cô nhìn cái miệng ông mà ông múa méo qua méo lại mà cô bực mình, cô ghét, cô đi ra luôn. Đàn ông gì mà hả, chả phải đàn ông. Gì con? Cho nên là mấy cha làm ơn đừng có xúi giáo dân xuống biểu tình ha, đừng xúi giáo dân xuống biểu tình. Các cha là hồi năm kia tôi thấy có một cha nào đó ở ngoài Vinh có mít lòng gì đó với chính quyền, mới tuyên bố thẳng thắn rằng là trong tay cha là có 1 triệu hay 2 triệu gì đó giáo dân. Tại vì mấy cha là cứ nắm cái là mấy cha không dạy tội thì là mấy người đó sợ, mấy người đó phải nghe lời, nói sao cũng phải nghe, bảo xuống biểu tình, bảo chửi chính quyền là cũng phải nghe. Và các cha lợi dụng trong các buổi lễ rồi các cha đòi cầu nguyện cho tù nhân lương tâm nọ, tù nhân lương tâm kia. Đó gọi là những người tù nhân vô lương tâm á, chứ không phải tù nhân lương tâm đâu. Gì con? Biết cha phá hoại làm chi vậy? Làm ơn đừng có kêu giáo dân biểu tình nữa. Thì cái ngày mùng 8 tôi nghi chắc là ngoài Vinh quá. Ngoài Vinh thế nào cũng là dữ dội lắm á. Cái gì mà tổng biểu tình toàn quốc, dân mình đàng hoàng đừng có ai ra hết. Những ai không chống chính quyền thì đừng bước ra. Còn những người bước ra tham gia biểu tình là những người đó là chống chính quyền, muốn lật đổ chính quyền đó. Nên các bạn đừng có nghe lời tụi phản động mà nó rủ đi ra coi. Ra coi là các bạn nhập chung một đám với tụi nó, đừng có tới gần. Tại sao tôi ngạc nhiên vậy? Tại sao chính quyền không sử dụng luật pháp nhà nước để mà xử mấy ông cha? Cha là linh mục, là trong đạo thôi. Còn đối với nhà nước, đối với trong một quốc gia thì là cha cũng là công dân, đúng không? Cha cũng là một công dân Việt Nam. Mà đã là công dân thì là phải tuân thủ luật pháp, là phải chịu mọi trách nhiệm, bổn phận, và phải chấp nhận rằng là khi mà mình làm sai là mình cũng phải chịu cái hình phạt giống như mọi người. Chứ không phải mấy cha làm cha của giáo dân thôi. Mấy cha không có làm cha của thiên hạ được. Đừng có nghĩ rằng làm cha rồi mọi người kêu là cha rồi mấy cha cứ quen như vậy, mấy cha nó leo đầu người ta mấy cha ngồi. Ok, muốn tham gia hả? Bây giờ sao giờ Đỗ Hạnh để coi. Dạ ha, chị coi đi, chị mình đi Đỗ Hạnh. Không biết làm cách nào. Làm cách nào để đưa lên đây? À, bấm vô gì? Bấm vô này thử nha, đúng đại ha. À, cái đây là mời không à. Mời xem. À, cha làm Chúa, làm trái 10 điều răn của Thiên Chúa là đúng rồi. Ông mấy ông đó thì thôi khỏi chê rồi, mấy ông đó là coi như là mắc tội trọng nè.
100%, rồi cha mà phạm tội chồng nữa thì thôi thua luôn. Ông cha gì mà chửi, chờ bây giờ tôi quên rồi. Mấy ông chửi mà mình đọc xong mình phải nói là thôi bỏ ra khỏi đầu, bỏ ra khỏi đầu. Ông cha gì ngoài Vinh á, chửi những cái lời lẽ mà phải nói rằng là người ở ngoài đời cũng không ai mà dám nói những cái câu như vậy. Mà mấy ông là cha, mấy ông lại đi nói những câu như thế. Hello, chào cả nhà. À, bây giờ mình không biết làm sao để mà mời bạn lên ha, bấm vào chỗ nào mình không rành ha. Ở đây thử xem, à người xem. Có ai chỉ đi. Ai chỉ để mình bấm vào để mời bạn lên nè. Ở bên Phật giáo thì hôm nọ mình thấy có ông sư nào đi biểu tình, nhìn mặt có người tu hành nhìn mặt thế là khác, còn ông đó tôi thấy ông mượn cái áo cà sa để ông mặc vô người chứ ông không phải là thầy tu. Khổ ghê bây giờ ha, không biết làm sao để mời bạn. Để thử cái này nha, cũng không được luôn. Không biết làm sao hết. Muốn mời Mạnh Đỗ bây giờ mời sao, bấm vô để mời Mạnh Đỗ hả? Mời sao, mình bấm vô chỗ nào? Mình bấm vào chỗ nào hả? Bấm vào chỗ nào để mời bạn? Ai chị đi, ở đây có 1, 2, 3, 4 nè. Đỗ Hạnh, tôi già rồi tôi không có rành những cái này, cho nên là nếu bạn nói là ngu không biết dùng rồi bị đặt like là cái đó là bạn hồ đồ quá ha. Không sao đâu Nguyễn Nhâm, Đỗ Hạnh nói hồ đồ thì cái đó là do coi như là cái trình độ giáo dục của gia đình bạn đó là quá kém, cho nên là ăn nói quá mất dạy. Nên đó thì tất cả những chuyện như thế này là các bạn thấy đó, chẳng hạn như lên mạng mà ăn nói mất dạy cái kiểu như này xúc phạm người khác thì luật an ninh mạng sẽ bảo vệ chúng ta không bị những người như thế này làm phiền. Cho nên rằng là khi mà tôi biết Quốc hội thông qua luật an ninh mạng tôi rất mừng, rất mừng. Đó, đúng rồi, Hạnh Đỗ này là thấy ở hình avatar có hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại ba que đó. Mình cũng xin nói như thế này. Dòng họ nhà mình đó là dân Việt Nam Cộng Hòa không, thì mấy chú mấy bác là làm trong chính quyền là chức vụ cao, thì đi di tản là trước năm 1975 cũng có, mà đi diện HO cũng có. Thì các bác các chú và các anh chị em mà đi hiện tại đang sống ở hải ngoại tất cả đều im lặng. Thì mình cũng xin nói rằng là những người Việt Nam Cộng Hòa không phải ai cũng là dơ giấy bẩn thỉu mà kiếm ăn bằng cái trò ăn mày chính trị, xen vào những cái phá hoại và cuộc sống của người dân Việt Nam ở trong nước. Thì những người có tư cách người ta im lặng, người ta không nói. Bởi vì sao?
Còn những người á, còn những người mà cứ tự xưng rằng là chính phủ lâm thời cách mạng gì đó, chính phủ phụ gì lâm thời, chính phủ Việt Nam Cộng hòa gì, Lưu Vong cái gì, mấy người bỏ nước, mấy người chạy qua bên đó, mấy người tị nạn chính trị, mấy người ở đó thì mấy người á sinh sống cho đàng hoàng, mấy người phải giữ cái tư cách của mình, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Chúng tôi ở đây á là chính quyền Việt Nam coi như là bảo đảm cái an ninh trật tự cho chúng tôi. 43 năm rồi chúng tôi được sống trong hòa bình. Thì bây giờ các bạn dấy lên những cái chuyện mà bạo động này, xúi dục dân, dân chúng xuống đường biểu tình, cái đó là đúng hay là sai? Tại sao người ta đang sống yên ổn, người ta đang làm ăn đàng hoàng mà cũng sống rất là bình yên, các người về đây, các người khuấy động lên làm những cái trò mà phải nói rằng là tôi thấy không có được chút xíu nào hết trơn á. Phá rối rồi ném bom xăng linh tinh này nọ, rồi xúi đầu nọ xúi đầu kia. Mấy người không lật đổ chính quyền Việt Nam, chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này đâu ha. Các người á làm như vậy, các người chỉ vin vô để mà các người kiếm tiền của cái tổ chức mà họ chuyên môn là họ chống cộng á, ở nước ngoài tài trợ cho mấy người. Mà trong đó là tôi thấy là có Việt Tân là mạnh nhất. Việt Tân là trực tiếp với mấy người, Việt Tân ăn tiền lại, hưởng tiền lại của một cái tổ chức khác nữa. Và Việt Tân moi móc tiền của kiều bào hải ngoại để làm chi, chỉ phá hoại ở trong nước này thôi. Mấy người gọi mấy người xúi cho người ta phá rối cho trật tự an ninh ở trong nước, xong rồi vi phạm luật pháp thì những người đó phải thụ án, thì mấy người lại gọi là tù nhân lương tâm. Lương tâm ở cái chỗ nào? Tại sao lại gọi là tù nhân lương tâm? Tôi ngạc nhiên ghê luôn đó. Vô lương tâm thì có, mà chính mấy người cũng là mấy người vô lương tâm nữa. Mấy người vô lương tâm ở chỗ là mấy người xúi dân ở trong nước biểu tình, rồi chống đối chính quyền, đả đạo này nọ. Đả đạo cái gì? Bây giờ tất cả những cái mình đang sống bình yên ở đây nè, mình bước ra ngoài đường, mình đi chơi mua sắm các thứ, mình sống đang thoải mái lắm mà tại sao lại nói rằng là phải đứng lên ngồi xuống đấu tranh? Đấu tranh cái gì? Tôi vào mạng tôi thấy tôi khủng hoảng luôn. Tới khi mà ngày hôm sau tôi đi ra đường, tôi thấy mọi chuyện bình yên, mọi người vẫn buôn bán tấp nập, vui vẻ, bình thường, không có chuyện gì hết. Mà vào mạng tôi có cảm tưởng giống như là sắp sửa thế chiến tới nơi rồi. Mấy người nói cái miệng mấy người tôi sợ mấy người luôn. Mấy người nói mà tôi mức độ mà tôi nghe tôi khủng hoảng. Rồi mấy người từ những cái mấy người nói đó, là mấy người dù, mấy người dẫn dắt những đứa nhỏ, hoặc là những người lớn mấy người cũng dẫn dắt được đó. Phục mấy người luôn đó nha. Kinh khủng á. Dòng họ nhà tôi qua bên đó im ru hết, không ai nói tiếng nào hết. Lo đi làm nuôi con cháu, không ai nói gì. Dòng họ nhà tôi không phải ít đâu, tất cả. Mà tôi có một ông anh buồn cười, ông anh họ, ông anh bà con của bà bác họ đó, ông là trung úy tiểu đội trưởng bộ binh, mà vui lắm. Ở trong họ cứ nói rằng là anh Phú là nổi tiếng là thương lính đó. Hỏi sao vậy? Tại vì mỗi lần mà đi hành quân là ông dẫn tối, ông dẫn lính đi kiếm chỗ ngủ, xong tới sáng dẫn về, cho nên là bảo toàn là coi như là quân số nhiêu còn nguyên si đó, không người nào chết hết. Tại tối đi kiếm chỗ ngủ mà, không đánh nhau, không được độ gì hết. Vậy đó. Đó, dòng họ tôi, nhà tôi là như vậy á. Không khát máu,
không có chuyện đi vào quân đội để mà xách súng bắn nhau. Tại vì tới tuổi là đi quân việc là phải đi thôi. Ở trong họ cứ kẹo hoài, ông đi ông dẫn lính ông đi ngủ, đi kiếm chỗ ngủ. Nên lính ông thương ông lắm, chẳng đứa nào chết hết. Mấy ông ở bên nước ngoài, mấy ông tự lo, mấy ông làm việc, mấy ông sống đi. Đừng có xí vô chuyện trong nước tôi nữa, để tụi tôi sống bình yên. Còn mấy ông cha làm ơn, trời ơi, cứ ở suối giáo dân hoài. Tối ngày cứ kêu người ta biểu tình, rồi chống chính quyền. Mà lên một giảng, mấy ông giảng lời Chúa thôi, mấy ông đừng có đem chính trị lên nhà, vào nhà Chúa. Chúa không có nói các ông đem chính trị vào nhà Chúa đâu. Mấy ông là một tự nhân lành, chứ đâu phải là cái người mà tuyên truyền chính trị đâu. Đúng không? Cái gì á Kỳ? Tới mẹ biểu, tới đây. Ngày mai mùng 7 là ở An Giang với Cần Thơ. Các bạn ơi, ở An Giang, Cần Thơ, các bạn đừng nghe lời người ta đi ra coi biểu tình nha. Ở trong nhà ha. Cứ để im cho những thành phần và phản động mà có hoạt động trong cái tổ chức của Việt Tân á, họ ra đi. Họ ra đó chính quyền bắt họ. Còn mình ở trong nhà mình đừng đi ra. Bởi mình đi ra là mình làm lá chắn cho họ đó. Mình làm tấm phông cho họ để mà họ thực hiện cái ý đồ của họ. Thì có khi là ngay chính mình là nạn nhân đó. Nên là đừng đi ra xem, cứ ở trong nhà thôi. Còn chẳng hạn như ai đó mà người ta có thuê mình 300-400 ngàn hay 1 triệu, 2 triệu cũng đừng có nhận. Nó không có đáng đâu. Nó không đáng để mà mình phải vào tù. Gia đình mình đổ vỡ hết. Cho nên là thôi các bạn đừng nhớ là ngày mùng 7 là ngày mai là nó kích động biểu tình là ở An Giang, Cần Thơ. Rồi ngày mùng 8 là nó kêu là tổng biểu tình toàn quốc đó. Để xem tổng biểu tình toàn quốc ngày này có mấy món đi ra. Mình là dân mình đừng ra, cứ để yên cho cái tụi phản động, cái tụi mà nó hoạt động cho tụi Việt Tân á, nó ra rồi để nhà nước tóm cổ nó hết, bỏ vô tù hết đi. Cho nó yên, để mình sống cho yên. Đó, những người như Đỗ Hạnh nè, đó là sao? Là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại hay là ở quốc nội? Ở đâu đi chăng nữa thì là nó cũng nói lên là cái sự thiếu giáo dục của trong gia đình bạn rất là nhiều. Ok, Nguyễn Hiến muốn tham gia video của bạn. Nhưng bây giờ Hiến ơi, làm sao Hiến chỉ cho chị đi. Chị làm sao? Chị phải làm sao chứ, giờ làm sao mà chị không biết. Ở Minh nè, Minh chị cô, Minh với Hiến hai người chị cô làm sao giờ? Bấm một cái gì ha. Ngày mai cứ mình đừng có đi ra thôi. Còn tụi bao que xỏ lá, đứa nào muốn đi ra cứ việc đi. Đi ra đi rồi là công an bắt hết. Vậy đi cho nó yên. Để xem tìm cái sao vậy ta. Không biết làm sao để mời. Quên rồi, hôm trước có ai chị nè. Bấm vô nút mời, ở đây không thấy có nút mời. Không thấy có nút mời. Ở đây chỉ có chữ kết thúc ở bên tay phải. Trần Minh hỏi Hiến heo có lên đúng hả? Mà bây giờ cô không biết, chị không biết bấm làm sao.
Giờ chị mời Hiến nhưng mà chị không biết bấm vào cái gì. Trời em bấm vào bên trái có cái này. Không phải. Không phải. Sao vậy ta? Không biết làm sao giờ. Mà cũng cái lúc này không? Không phải. Cái này hả? Không, cái này lúc sáng. À, cúp máy đi ha, cúp đi xong rồi cái mở lại hả? À hả? Kết thúc.